Lời kem ghi tiêu đề hôm nay là ôn tập. Đầu tiên thầy ôn tập về phân số. Nhưng mà cái dạng bài tập này là bài tập nâng cao. Ghi thầy mau lên Minh Nhật. Cái Khang đâu, nghe rõ chưa? Khang nghe rõ thầy nói chứ Khang. Rồi. Rồi bây giờ kem ghi thầy lưu ý này. Lưu ý. Lưu ý đây, cái công thức lưu ý này này. 1 chia cho hai số là n nhân với n cộng với k. N với n cộng k là hai số này hơn nhau k đơn vị thì nó bằng 1 phần k mà ngoặc 1 chia số nhỏ này trừ đi 1 trên số to. Rồi ghi vô nhanh thầy mau. Ghi xong này kem đóng khung cho thầy chỗ này. Đóng khung vô. Từ công thức này người ta chế ra rất nhiều bài toán mà hay và khó. Nhưng mà nếu ta không biết cái bài, nếu ta biết công thức này ấy, thì bài tập làm rất nhẹ nhàng. Còn không biết thì ta có chừng ta phê làm không nổi, không hiểu chưa? Xong chưa? Minh Nhật xem như xong chưa Minh Nhật? Được rồi. Rồi, thầy cho ví dụ này, ví dụ đây. Lấy ghi ví dụ của thầy em Khang. Ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất này. Thì ví dụ là 1. Chia cho n nhân với n cộng 1. N nhân với n cộng 1 thì hơn nhau mấy đơn vị hả Minh Nhật? Cái số n này với cái số n cộng 1 thì hơn nhau mấy đơn vị? Thầy hỏi hơn nhau mấy đơn vị kia đấy. N với n cộng 1 hơn nhau mấy đơn vị? Đi. Dạ một đơn vị. Một đơn vị ừ. Thì muốn biết hơn nhau bao nhiêu một đơn vị? Một đơn vị. Thì dạng này em lấy số to trừ đi số nhỏ nó loại ra số mấy? Thì số là số hơn nhau. Như vậy trong trường hợp này k bằng 1 được tách ra bằng 1 phần 1 mà ngoặc này. 1 trên số nhỏ trừ đi 1 trên số to. Mà 1 phần 1 thì em lưu ý này, 1 phần 1 thực chất thì nó chỉ là số 1. Vì vậy ta ghi ngay đây nó bằng 1 phần n trừ đi 1 trên chia n cộng với 1. Rồi ghi vô nhanh. Thầy ví dụ Khang này, 1 chia n nhân với n cộng với 2. Rồi kem ghi nhanh cái này. 1 chia cho n nhân với n cộng với 3. Thì ví dụ số 4 này. 1 chia cho n nhân với n cộng với 4. Rồi Khang đọc cái này Khang. Khang đâu? Đó là em bằng hơn nhau mấy đơn vị con? Hơn nhau hai đơn vị rồi. Là 1 phần mấy? 1 phần 2. Ờ, hoặc 1 trên mấy? N trừ cho 1 phần N cộng 2. Đúng rồi. Rồi Khang đọc tiếp cái này là 1 phần mấy? Ở dưới à? Cái này ổn lắm. 1 phần 3 à? Ừ, mà ngoặc cái gì? 3 mẫu ngoặc 1 phần N cộng cho 1 phần N cộng 3. Chỉ đi 1 phần bao nhiêu? Trừ cho N cộng 3. Rồi, 2 này hơn. Rồi, đóng. Cái này mấy đơn vị con? Dạ, thầy là cái ở dưới là 4 đơn vị à. Là 1 phần mấy? 1 phần 4. Mà ngoặc? Mẫu ngoặc 1 phần n trừ cho 1 phần n cộng 4. Rồi đúng rồi. Rồi ghi vô thầy mau. Rồi ghi vô. Thầy ví dụ tiếp theo nhé. Đây thầy ví dụ. Cho nó vững một tí.
Ví dụ 1 chia cho 3 nhân 4 thì bằng cái gì là con này? Minh Nhật. 3 nhân 4 là hơn nhau mấy đơn vị? À, 1 đơn vị. 1 đơn vị như vậy bằng bao nhiêu là con này? 1 bằng 1 phần 1. Mở ngoài. 1 phần 3 trừ cho 1 phần 4. 1 phần 4. Như vậy kết quả tách ra bằng 1 phần 3 trừ đi 1 phần 4. À, 1 phần 1 nó bằng 0, hiểu chưa? Đó. Rồi ví dụ thứ 2. 1 chia 3 nhân 5. Nhật tao đọc này hơn nhau mấy đơn vị? Dạ, hơn nhau 2 đơn vị. Là bằng 1 phần 2 mở nhân mở ngoặc 1 phần 3 trừ 1 phần 5. Rồi, đúng rồi. Rồi, ví dụ 1 chia cho 2 nhân đi 5 đi. Hơn nhau mấy đơn vị? Là 3 đơn vị. Là bằng 1 phần mấy? 1 phần 3 mở ngoặc 1 phần 2 trừ 1 phần 5. Ừ, trừ 1 phần 5 rồi sửa vô này mau. Rồi ghi nhanh thầy nữa nha. Rồi các em ghi thầy ví dụ số 1. Rồi đi vô bài tập luôn đi cho nó nhanh. Rồi bây giờ thầy sẽ sửa bài tập cho bạn Nhật mới gửi lên lúc 4 câu. Để chụp cái đề ấy nhé. Rồi để xóa cái ví dụ này đi. Rồi tất cả ghi đề cho thầy xuống dòng bên này. Đây phải xuống. Ghi đề thầy mau. Lời đọc con thầy. Thầy hỏi Nhật ghi đề không chưa? Thầy mới biết ghi mấy chữ thầy. Xong rồi.
Rồi xong chưa hả thầy, hỏi sửa bài này. Vì em phải ai làm được cái thầy nhận. Tắt làm sao biết không? Ở lưu ý thầy cái chỗ này á, 1 chia ra 2 thì tách ra bằng làm thêm một bước này em này. 1 nhân với 2 hiểu không? 1 nhân với 2 thì hỏi nhập hai số này hơn nhau mấy đơn vị nhỉ? Dạ 1. Rồi tiếp tục ghi lại là 1 chia cho 2 nhân 3 hơn nhau mấy đơn vị? Dạ 1 luôn. Cứ 1 rồi, 3 nhân 4 rồi. Cộng chấm 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 chấm. 1 chia cho 198 này nhân với 99 cộng với 1 chia 99 nhân với 100. Thầy hỏi Duy Khang này, trong cái tổng A này có bao nhiêu số hạng nữa nào? Dạ thầy có 1 tổng A. Không. Thầy hỏi em là từ số 1 đến số 10 là mấy số? Từ số 1 đến số 10 là 10 số à? Đúng rồi. Như vậy ở đây bắt đầu xuất phát từ số 1, kết thúc ở 99, như vậy là có bao nhiêu số? 99 số à? Như vậy trong cái tổng này nó có 99 số, hiểu không? Và trong cái biểu thức tổng mẫu này thì hai số này hơn nhau có một đơn vị thôi, hiểu chưa? Như vậy bằng cái gì đọc cho thầy mau. Bằng 1 phần mấy? 1 phần 1. 1 phần 1 trừ 1 phần mấy? 1 phần 1 trừ cho 1 phần 2. Đúng rồi, cộng với bao nhiêu? Cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Cộng với mấy? Cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4. Rồi, cộng chấm 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 nhiều lắm. Cộng với bao nhiêu đọc con này? 1 phần 98 trừ 1 phần 99. Rồi, cộng với bao nhiêu? Cộng với 1 phần 99. Trừ 1 phần 100 rồi. Đúng rồi. Ở đây em thấy này, thầy xét cái tổng đầu tiên đây, nhìn vào đây này nhé. Thầy xét cái tổng này thì em thấy là số đứng sau nó sẽ đơn giản với số đứng trước, hiểu không? Đây, đơn giản. Như vậy nếu mà trong cái tổng này nó chỉ có 3 phân số này thôi thì kết quả nó là số đầu với số cuối, hiểu không? Còn bây giờ bài toán này thì cái số trừ 99 này nó sẽ đơn giản với cộng 99. Và tất nhiên là cộng 98 nó sẽ đơn giản với thằng trừ 98 ở đây. Vì vậy bài toán này kết quả nó chỉ còn này số đầu là 1 trừ đi 1 phần số cuối. Rồi hiểu không? Dạ. Rồi hiểu chưa? Tức là những cặp số đằng trong nó sẽ lần lượt đơn giản với nhau. Hai số đứng sát nhau đơn giản với nhau. Nhật hiểu và nói không Nhật? Hiểu. Rồi bây giờ là quy đồng mỗi số thì bằng bao nhiêu Nhật? Đọc cho thầy nhé. Không, bây giờ phải đọc từ thầy cái. Bằng cái gì? 1 nhân 100 phần 1, 1 nhân 100 trừ 1 phần 100. Từ rồi nhân 100 trừ đi 1 phần 100 bằng bao nhiêu? Dạ bằng 100 trừ 1 bằng 99 phần 100. Thực ra thì ghi dễ quá, thì ghi thẳng 99 phần 100 cũng được. Rồi hạ tất cả này, sửa vô này mau. Bây giờ thầy chụp thêm một bài nữa để các em tự làm nghe chưa?
Tôi để cho mấy phút suy nghĩ nha. Rồi Minh Nhật ra chưa Minh Nhật? Dạ, con ra rồi mà không chắc đúng. Rồi cứ đọc con thầy đi xem. Bây giờ thầy hỏi em này, cái việc đầu tiên, hai số ở mẫu này hơn nhau mấy đơn vị? Dạ, hai đơn vị. Rồi, như vậy bằng cái gì đọc con thầy? Ở dạ, đây bằng hai. Đây nhìn vào đây thầy này. Thầy ghi đề này cho nó dễ, ghi lại cái đề cho em dễ hiểu nhé. Thầy ghi là 2 nhân đi 1 phần 3 nhân 5 cộng với 2 nhân đi 1 phần 5 nhân đi 7 cộng với 2 nhân đi 1 chia cho 7 nhân 9 rồi cộng chấm 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 cộng với 2 nhân đi 1 phần bao nhiêu 99 nhân đi 1 không 1 cộng với 2 nhân đi 1 phần bao nhiêu 101 nhân đi 103 rồi bằng cái này bao nhiêu? Lúc mà làm có cần viết cái đó không mày? Thực ra viết để cho em dễ để nó giống cái công thức của mình. Tại vì trong cái công thức của mình á, thiên tử đây là số 1, em hiểu không? Để cho em nhìn nó dễ đây. Em hiểu không? Còn có thể làm tắt được nếu mình vững. Rồi đọc cái thầy bằng cái gì? Bằng 2 nhân đến bao nhiêu? Như vậy thì cái phân số đầu tiên là nhìn vào đây này. Cái phân số đầu tiên đây này, nhìn thấy chưa? 2 nhân đến bao nhiêu? 2 nhân 1 phần mấy? 1 phần 2 mà ngoài 2 nhân 1. 1 trên số nhỏ là bao nhiêu? 1 phần 3 trừ 1 phần 5. Rồi, đúng rồi. Cộng với bao nhiêu? Cộng với 2 nhân 1 phần 2. Ừ. Mẫu ngoặc 1 phần 1 phần 5 trừ 1 phần 7. Ừ. Đóng ngoặc cộng với bao nhiêu? Cộng với 2 nhân 1 phần 2 mở ngoặc 1 phần 7 trừ 1 phần 9 đóng ngoặc. Ừ. Cộng với bao nhiêu? Chấm chấm chấm. Là cộng với 2 nhân với 1 phần 2 mở ngoặc. Đóng ngoặc. 1 phần 99 trừ 1 phần 101. Rồi cộng với bao nhiêu? 2 nhân với mở ngoặc. À, 2 nhân với gì? Nhân với 2. Mở ngoặc là gì? 1 phần 101 trừ 1 phần 103. 103 rồi, bên gì mà đây? Ở đây đơn giản đây cái hai số là 2 nhân 1 phần 2 là mấy em? Dạ là 1 1 2. Nó là số 1. Như vậy số 1 thì mình có thể khỏi ghi cũng được bằng bao nhiêu đọc con này? Dạ bằng 1 phần 3 trừ 1 phần 5 cộng với bao nhiêu? 1 phần 5 trừ 1 phần 7 cộng 1 phần 7 trừ 1 phần 9 cộng chấm 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 cộng 1 phần 9 cộng với chấm 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 cộng 1 phần 9 trừ 1 phần 10 trừ 1 phần bao nhiêu? 1 phần 1 cộng 1 phần
101 trừ 1 phần 103. Rồi bây giờ nhìn vào đây, thì xét cái tổng này, thì xét tổng 6 số này xem nó có chuyện gì đặc biệt. Thì em thấy đơn giản số nào nhỉ? Dạ, tôi giảng cái số tôi giảng hết trừ số đầu với là số cuối. Như vậy đấy, còn lại số đầu với số cuối đúng không? Ở chỗ này là 99 thì quên thì ghi thiếu 9 này. Như vậy thì một cái này đơn giản luôn, mà đơn giản với số cuối luôn này. Rồi bằng bao nhiêu đọc con này? Như vậy còn cái gì? Bằng 1 phần 3 trừ 1 phần 1 phần 103. Rồi bây giờ em quy đồng mẫu số này, mẫu chung là bao nhiêu? Mẫu chung là cái đâu trừ tính thầy. Cái gì? Từ đợi tính thầy. Bằng 103 luôn thầy. Mẫu chung là bao nhiêu? Từ từ thầy. Cái số 3 với số 103 thì mẫu chung là bao nhiêu? Nhanh cái này mau. Ba trăm linh chín thầy. Ừ, mẫu chung là 309. Như vậy là cái gì đọc đây là một từ 1/3 nhân đến mấy? Con nhân đến mấy? Dạ nhân 103. Rồi đọc tiếp rồi thầy. Trừ nhân 3 phần 103 nhân 3. 103 nhân 3 rồi bằng bao nhiêu đồng? Dạ bằng 103 trừ 103 chia cho 3 nhân 103 rồi bằng bao nhiêu đồng? Dạ bằng 3 phần 103 chia bao nhiêu? Ủa thầy 3 mà thầy. Ủa em ấy 103 trừ đi 3 là 100, dưới mẫu là bao nhiêu đồng? Dạ bằng 309. Rồi dừng lại, không rút gọn được nữa. Rồi tất cả sửa vô. Rồi em làm thầy câu tiếp theo này đây. Rồi ghi câu số 3. Câu số 3 các em tự làm nhé. Câu số 3 nó giống y chang như là câu số câu tên thầy sửa thành câu C. Đây là, đây là câu B đúng không? Đây là câu C. Câu C thì nó y chang như là cái câu B các em mới làm xong. Đây là câu C. Cứ chơi
Rồi tập trung vào thầy nhé. Rồi bây giờ bạn đọc cái thầy lời giải chỗ này. Khang đâu con? Thầy hỏi Khang này. Hai số là 47, 7 với 10, 10 với 13 hơn nhau mấy đơn vị? Khang đâu? Dạ rồi, 3 đơn vị. Rồi 3 đơn vị, tách ra thầy bằng cái gì? Chúng bài đúng đấy, bằng 3 nhân đấy bao nhiêu? 3 nhân 1 phần 3. À, 1, 3 nhân 1 chia bao nhiêu? 4 nhân mấy? 3 nhân 1 chia 4 nhân 7 rồi. Cộng với 3 nhân với 1 chia 3 nhân 1 chia 7 nhân 10 cộng cho 3 nhân 1 chia 10 nhân 3 nhân với 13 cộng chấm cộng với 3 nhân với 3 nhân 1 chia 3 nhân 1 chia cho 37 nhân 40 rồi đúng rồi bằng bao nhiêu đọc 3 nhân với mấy bằng 3 nhân 1 phần 3. 3 nhân 1 phần mấy? 3 nhân 1 phần 3. 1 phần 4 cộng cho 1 phần 7. Một chữ, trừ đi 1 phần 7. 1 phần 7. Cộng cho 3 nhân 1 phần 3 mở ngoặc. 1 phần mấy? 7 trừ 1 phần 7 trừ cho 1 phần 10 cộng cho 3 nhân 1 phần 3 1 phần 10 trừ cho 1 phần 13 cộng chấm chấm cộng cho 3 phần 1 3 nhân cho 1 phần 3 mở ngoặc 7 trừ 1 phần bao nhiêu? Trừ 1/40 đó. Rồi, 3 nhân 1/3 là mấy con? 3 nhân 1 phần là mấy? 3 phần 3 là thầy là 1 rồi bằng bao nhiêu đọc con thầy? Bằng 1/4 trừ đi 1/7 rồi cộng với bao nhiêu? Cộng cho 1/7 trừ 1/10 cộng cho 1/10 trừ 1/13 cộng chấm 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 cộng cho 1/3 1/37 trừ cho 1/40 rồi gạch cái này này nhìn thấy chưa? Hai số này cứ đơn gần nhau là gạch hết, như vậy nó vẫn có cái đầu còn cái đầu với cái cuối đúng không con? Như vậy trừ 37 thì sẽ đơn giản với cái thằng cộng 37 đứng trước nó ở đâu đây này. Đó. Kết quả bằng bao nhiêu đọc con này? 1/4 trừ cho 1/40. Vậy 4 với 40 mẫu chung là mấy? Mẫu số chung là 40. Đúng rồi, như vậy đọc con này là giải như vậy. 1 x 10 x 4 x 10 trừ 1/40 rồi.
1 phần 40 là 4 nhân từ mẫu với mấy? Nhân cho 10 rồi. Trừ đi 1 phần 40 bằng bao nhiêu đọc con này? Bằng 10 phần trừ đi 1 phần 40 bằng bao nhiêu đọc? Bằng 10 trừ 1 phần 40 bằng bao nhiêu? Bằng 9 phần 40 rồi. Rồi sửa vô này. Đổi con rồi. Lấy pin sạc đồ sạc nha cái này mau. Lời cam qua câu tiếp theo câu D nghe chưa? Rồi tất cả ghi vô đề nhanh. Nhật ghi nhanh cái thầy Nhật. Tự làm với thầy. Rồi thầy sẽ lại cho em một cái đề trên group Zalo này em làm nhanh này. Ủa thầy này đề ở trên luôn thầy. Cái gì? Cái này là đề của câu C mà thầy. Alo, không phải câu C mà thầy. Xong rồi đó. Rồi bây giờ thầy sẽ chửi một cái đề này em tự làm này. Thầy kêu đọc cho thầy người giải nghe. Yeah. Thầy ơi, hình như hai cái giống nhau đúng không thầy? Đâu, hai cái này khác nhau, sao lại giống nhau? 4 x 7, ủa? À đây, đúng rồi, thầy nhìn thì copy nhầm, đúng rồi, đây. Thầy copy nhầm. Rồi nhanh lên thầy này. Câu B đây. Đây, thầy xóa cái này đi. Thầy đẩy lên trên đây. Rồi, cầm ghi đề để ta suy nghĩ câu này cho thầy làm như thế nào.
Rồi bây giờ thì hỏi Nhật này, có nhìn thấy cái dấu hiệu làm bài này không Nhật? Nói nghe coi Nhật. Dạ có. Làm sao nói nghe thì nghe coi bằng bao nhiêu? 20 tách bằng cái gì? Dạ 20 tách bằng 1 nhân 20. Một số khác đi. Rồi để 30 tách ra này. 1 chia bao nhiêu? 42 1 chia bao nhiêu? 56 bằng 1 chia bao nhiêu? À bây giờ Khang nó còn 20 bằng mấy? Nhìn mấy? 20 bằng 20 rồi. Ôi khủng cũng không được. Nếu con tách ra bằng 2 x 10 thì 30 bằng 3 x 10 thì tới 42 con kẹp đúng không? Với lại là 2 x 10 với 3 x 10 mình chả biết nó hơn nhau mấy. Cái chỗ này nó hơn nhau 8 đơn vị, chỗ này hơn nhau 7 đơn vị. Như vậy nó cứ tùm lum tà la như vậy thì nó không có quy luật, không hiểu không? Như vậy ta sẽ dùng cái khác. Em dùng cái cách để ví dụ nó ra cái chỗ này em này, 4 x 7 thì em thấy là hai số này hơn nhau là 3 đơn vị. 7 x 10 là 3 đơn vị, 10 x 3 là 3 đơn vị. Cái này là 3 đơn vị, hiểu không? Rồi bây giờ có ai phát hiện được không? Nhật phát hiện được không? Nói nghe như này coi. Nhật. Dạ không. Nhân... không rồi chỉ này. 20 bằng 4 x 5. 30 bằng 5 x mấy? Nhật. Dạ 30 bằng 5 x 6. Rồi 42 bằng 6 x mấy? 6 x 7. Rồi 56 bằng cái gì đâu? Dạ 7 à 7 x 8. Rồi tiếp tục. 72 bằng bao nhiêu? Nó bằng 8 x 8 x mấy? 8 x 9. 9. 90 bằng bao nhiêu? 9 x 10. Ừ. Tiếp tục. 110 bằng bao nhiêu? Dạ bằng 10 nhân 11. 132 bằng bao nhiêu? Bằng 11 nhân 12.
Rồi những số này hơn nhau mấy đơn vị em? Dạ một đơn vị. Rồi, một đơn vị rồi bằng cái gì đâu có thầy nhật? Dạ bằng một à học một phần bốn trừ một phần năm cộng một phần năm trừ một phần sáu cộng một phần sáu trừ một phần bốn trừ một phần năm rồi cộng với bao nhiêu? Cộng một phần năm trừ một trừ một phần sáu rồi cộng với bao nhiêu? Đọc đi. Trừ một phần bảy cộng một phần sáu trừ một phần bảy rồi đọc tiếp đó thầy. Cộng bảy trừ một phần tám cộng một phần tám trừ một phần chín cộng một phần chín trừ một phần mười cộng một phần mười một một phần mười trừ một phần bao nhiêu? Cộng với một phần bao nhiêu? Cộng mười hai trừ một phần mười hai rồi bằng bao nhiêu? Đọc cái này đơn giản cái nào nhanh. Dạ bằng một phần một phần năm nó cứ đơn giản lần lượt sát nhau đúng không? Nó cứ đơn giản sát nhau đơn giản hết như vậy còn cái gì đọc qua thầy cơ bằng cái gì cuối cùng là gì? Dạ bằng một phần bốn trừ một phần mười hai. Ừ rồi mẫu chung là bao nhiêu? Mười mười hai một bằng nhân mẫu 3. Chung là mười hai một phần bốn nhân với mấy? Một phần bốn nhân với ba nhân với ba rồi trừ một phần mười hai bằng bao nhiêu? À, bằng mười bằng ba trừ một phần mười hai bằng bao nhiêu? Bằng hai phần mười hai bằng một phần sáu. Ừ, một phần sáu rồi hiểu chưa? Đúng rồi. Rồi xong chưa? Rồi em làm bài tập trên Zalo, thầy thầy mới gửi cái đề trên Zalo đó. Dạ. Rồi em làm cho thầy cái đề ôn tập số 3 nhé. Rồi thì cho mấy phút làm nhé, hãy đọc lời giải thầy.
Rồi nhận đọc thầy cho câu A nha. Qua thầy. Dạ. Đã bằng 1/4. Quên được Khang đọc của thầy. Khang. Khang đâu? Của Khang đâu con? Đọc của thầy. Ừ. 1/4 nhân cho mẫu 1. 2/7 cộng 5/7. Để cái gì nữa? Cộng với bao nhiêu? Cộng cho 5/7 đúng rồi. Cộng cho 4/5 tới lộn 5/4 rồi. Cộng với 5/4 rồi bằng bao nhiêu đâu? Bằng 1/4. Mẫu chung là 7 đọc con thầy. Dạ rồi, 2 cộng cho 5. Thầy ghi là 2/5 luôn cũng được không sao ấy nha. 2/5 cộng với 5/4 đọc tiếp có thầy bằng 1/4 nhân cho 7/7 Tôi thì ghi lại nhân với đó, lấy bằng 1 7/7 rồi cộng cứ làm từ cũng được không sao. 5/4 bằng bao nhiêu? Bằng 7/14 1/4 nhân với trừ 1 cộng với 5/4 để bằng bao nhiêu? Bằng trừ 1/4 cộng với mấy? 5/4 bằng bao nhiêu? Bằng 4/4 trừ 1 cộng với 5/4 bằng bao nhiêu? Bằng 4/4 bằng mấy? Bằng 1. Rồi sửa vô thầy các em. Rồi nhận đọc của thầy câu B nha anh. Bằng cái gì? Dạ bằng bằng 7 nhân 5 phần 4 nhân 5 cộng 3 nhân 4 phần từ 5. 4 nhân 5 này. Rồi cộng với bao nhiêu? 3 nhân 4 3/5 nhân mấy? Là nhân 4. Nhân 4. 9 nhân 2 phần 10. Cứ từ từ. Mình xử lý cái này trước cái đó bằng bao nhiêu? Nhà bằng 35/20 trừ 12 phần 20. Rồi cộng với bao nhiêu từ từ? Trừ 12/20. Ủa sao con cứ trừ ở đây giấu giấu gì? 12/20. Nhưng mà giấu gì con cứ đọc luận nó giấu trừ phải vậy? Giấu cộng. Thì ghi đó đọc đó. Thì con luận cộng trừ là đi luôn. Cộng 12/20 đọc tiếp. Anh thì quên ghi nhầm.
cộng với 12 phần 20 trừ đi 9 phần 10, đọc tiếp nhanh, bằng bao nhiêu? 35 cộng 12 phần 20 trừ 10 trừ 9, trừ đi 9 phần 10 rồi bằng bao nhiêu đâu? Dạ bằng 47 phần 20 trừ 9. Rồi quy đồng mẫu số luôn, mẫu chung là bao nhiêu? À, 20 bằng 47 phần 20 trừ 9 nhân 2 phần 10 nhân 2. À, chỗ này nhân với 2 này. Rồi bằng bao nhiêu? Dạ, 4 bằng, trừ đi 18 phần 20 bằng bao nhiêu con? Dạ bằng 39 phần 20. Đâu con nhầm hả? 47 trừ 18 sao 39 được? À 29 phần 30. À, 29 phần 20. Đúng rồi, nó phải là 29 hiểu không? Rồi sửa vô em, bằng chỗ này là 29 phần 20. Tới đây mình không đơn giản được, ta dừng lại. Rồi tập trung này, câu C này. Rồi bây giờ Khang đọc thầy câu C con. Nhanh. Dạ con là nhanh con. Dạ là 1/7 nhân cho 21/14. Con làm không, con làm ra hỗn số luôn mà. Rồi từ từ, con từ từ. Rồi cái hỗn số này con xử lý thành cái này bằng bao nhiêu? Bằng 17/12. À, rồi, tôi xóa này đi. Đây là 17/12 rồi. Nhân với 3/2 trừ 3/2 rồi bằng. Ừ, bằng gì? Bằng 11 nhân 21. 11 phần mấy? 11/7. 21 tách ra bằng bao nhiêu? Tách ra con. Tách ra bằng
21 bằng mấy nhân mấy? Bằng 7 nhân 3 phần 7 nhân 2. Ừ. Thế còn đơn giản cái nào với cái nào đọc con này? Đơn giản số 7. Từ và mẫu đơn giản số 7 đúng không? Còn gì nữa không? Dạ không rồi. Rồi hết rồi đúng không? Rồi bây giờ tiếp theo là dấu gì? Trừ. Lời sai này con. Ở đây nó có hai dấu trừ này, ngay lập tức chuyển thành dấu gì? Dạ này là dấu cộng rồi. Rồi 17 phần mấy? Tách cái gì ra mà nhỉ? 2 bằng 6 nhân 2 à? Không. Ở đây nó có số mấy con? Trên tử đây có số mấy? Dạ bằng 3 nhân 4 rồi. Ừ, phải để ý thầy. Tách thì có nhiều cái tách. Rồi đơn giản đi, còn bằng bao nhiêu đọc con này? Dạ là bằng 11 nhân cho 3 cùng 14 à. Rồi 11 nhân 3 bằng bao nhiêu? 11 nhân 3 bằng 33 cùng 14 à. Ừ. Cộng với bao nhiêu đọc đơn giản thế nào? 17 đó, đơn giản. Từ mẫu số 3 này. Còn bao nhiêu? Cộng cho 17 phần 4 nhân cho 2. Thì ghi lại. Cộng với bao nhiêu? 17 phần mấy? Dạ, 17 là phần mấy? 7 phần 4. 17 phần 8. Còn lại là 4 nhân với 2 bằng 8, hiểu không? Rồi bây giờ thì hỏi con là 14 tách ra bằng bao nhiêu? Phân tích về thừa số nguyên tố. Dạ, thầy bằng 4. 14 bằng bao nhiêu? 14 bằng 4. 7 nhân 2 à? Thì ghi lại là 2 nhân 7. Số 8 bằng bao nhiêu? 8 bằng 2 nhân 4 à? 2 mũ mấy? Ôi dồi ôi con. Vậy thì mũ mấy đưa về tích 2 mũ 3. Như vậy thì con nhớ gì với ngay này? Bội chung nhỏ nhất của số 8 với số 14 bằng bao nhiêu? Bằng 2 mũ 3 nhân 7 à? Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? 56. Đúng 56. Rồi đúng rồi. Như vậy trở lại bài toán này. Đây là 33 phần 14. Để có cái mẫu là 56 thì con nhân tử mẫu với mấy? Nhanh thầy mẫu. Dạ, nhân cho 4 rồi. Đúng rồi. Nhân... 3, 3, nhân... Rồi, cộng với 17 phần 8. Nhân đi mấy? Dạ. Nhân tử mẫu với số mấy? Dạ, nhân tử mẫu với số 7 rồi. Ừ, đó. Rồi, lọc bài bằng bây giờ. Mà cái... Đấy, bằng... bằng 132. 33 đúng không? Từ 33 nhân với 33 bằng bao nhiêu? 4 tổng nhân với 4 rồi. À thì quên nhân với 4 rồi, thì nhìn lộn rồi, nhân với 4. Bằng bao nhiêu con? Bằng 132. 100 bao nhiêu? 132. Dư mẫu bao nhiêu? Bằng phần lẫn gì ta? 132 phần 56. Rồi cộng với bao nhiêu? 17 bằng 119 phần 56. Rồi bằng bao nhiêu đọc? Dạ thầy bằng 132 cộng cho 119 phần 56. Bằng cái gì đọc? Bằng 251 phần 56. Rồi sửa vô thầy các em bạn làm đúng rồi. Rồi em xong câu này thì cứ mở Zalo ra làm tiếp cái câu B là làm tiếp bài số 2 này nhé, đừng ngồi chơi như vậy.
Rồi bây giờ thầy copy bài số 2 nha. Bài số 2 là tìm x. Đây thầy hỏi các em sửa bài 1 xong hết chưa? À. Dạ rồi ạ. Rồi bài 2 con làm xong chưa? Ờ, rồi cũng con còn bài B nữa. Bài A, B xong chưa? Con làm xong bài A hả? Con làm xong bài A. Rồi, để cho thêm 1 phút thằng nhanh cái này sửa luôn. Rồi bây giờ hãy đọc qua thầy lời giải này. Đầu tiên là Khang đọc thầy câu A đi. Đọc thầy con. Khang đâu nhé. Rồi đọc qua thầy. 5/12 cộng x 5/2. Tôi đọc lại dùm chậm này. 5/2 cộng x bằng 15/7 rồi. Rồi tiếp tục. Đó là x bằng 15/7 trừ cho 5/2. Mẫu chung là mấy con? Đây là 15/7 con nhân đi mấy? Dạ. Mẫu số chung là 14 à. Từ mẫu cái mấy? 15 × 2 = 7 × 2. Trừ đi 5/2 con nhân tử là mẫu cái mấy? Nhân cho 7 rồi. Bằng nhiêu đâu? Bằng 30/14 trừ cho 35/14. Rồi x bằng bao nhiêu? Bằng x bằng 30 trừ 35/14. X bằng 5/14. Trừ 5/14 rồi, xong. Rồi Nhật đọc thầy câu B Nhật con. Nhật. Nhật đâu? Dạ. Đọc dạ con này thì 3x bằng -1/3 cộng 6/5 3x
3 x bằng trừ 1 phần 3 nhân với mấy? Nhân với 5. Rồi. Cộng 6 nhân 3 nhân mấy? Nhân 3. Nhân từ mẫu 3 rồi, đọc tiếp này, 3 x bằng 3 x bằng 15 trừ 5 phần 15 cộng với 18 phần 15. Rồi 3 x bằng âm 5 cộng 18 phần 15. Rồi 3 x bằng 3 x bằng 13 phần 15. X bằng bằng 13 chia 15 chia cho mấy? Chia 3. Rồi tiếp tục x bằng bằng 15 phần 15 chia 1 phần nhân 1 phần 3. Rồi đúng rồi, x bằng bằng 13 phần 45. Rồi đúng rồi, các em sửa vô này. Rồi bây giờ còn chút thời gian còn lại, bây giờ em làm hai bài này. Thì xếp cho em bài tiếp theo. Đây. Em nhìn vào hình vẽ này, tại vì cái hình này trên Zalo có rồi nhé. Rồi ngày qua bài tiếp theo này. Rồi em nhìn vào màn hình cái này. Để ghi chữ này nó hơi nhỏ, thì ghi lại cho em này. Điểm A đây là điểm M, M đây ra đây là A này, điểm này điểm C này, đây là H này, nhìn thấy chưa? Đây là B này, điểm này điểm K này, nhìn thấy chưa? Rồi bây giờ đọc qua thầy. Câu đầu tiên này, em nhìn vào đây chỉ trả lời thôi. Các bộ ba điểm thẳng hàng là rồi Khang đọc cái này, bộ nào ba điểm thẳng hàng, đọc cái này Khang. Dạ thưa thầy là bộ thứ nhất là gì? Em phải gì rồi chấm phải bộ thứ nhất. Cái bộ thứ hai là gì nào? Bộ thứ hai là b phải m phải a. B phải a, a b phải m phải a, rồi đúng rồi. Rồi còn bộ nào nữa đâu? B phải K phải C. Rồi không xảy, tôi nhầm rồi. Cái điểm K này á, ba điểm B K C này nó không thẳng hàng, em nghe nói chưa? Vì cái điểm K này nó nằm ngoài, cái điểm K này nó nằm ngoài đường B C này, thấy không? Như vậy ba điểm B K C không có thẳng hàng, hiểu chưa? Đang nghe đó không? Lỡ vậy tôi nhầm đấy, hiểu chưa? Đi thi là mất điểm cái này. Câu tiếp theo này, đường thẳng AH, nhìn thấy chữ A chữ H chưa? Ghi rõ câu văn này, đường thẳng AH đi qua điểm nào? Nhật đâu? Đường AH đi qua điểm nào với điểm nào? Những điểm nào đọc cái này? Đường AH hả thầy? Đường AH đi qua điểm điểm AC. Đường AH, đường AH thì đi qua đầu tiên là điểm A, rồi tiếp theo điểm nào? Đường thẳng AH thì phải đi qua điểm A với điểm gì? Đây này, nó nhầm rồi. Cái đường thẳng AH, đây đường AH đây này đó. Đây là đường AH đây này, là gì đấy chưa? Cái đường AH này thì nó đi qua hai điểm là điểm A với điểm H thôi. Có hiểu không? Yeah. Không có đi qua điểm M thì cũng không đi qua C cũng không đi qua B, hiểu chưa? Rồi bây giờ thì hỏi tiếp này, câu tiếp theo là điểm H, điểm H thuộc đường nào?
thuộc đường thẳng nào, đâu có thầy phải không? Dạ thuộc đường thẳng MC. Điểm H thì đầu tiên nó thuộc đường AH cái đã, hiểu không? Đây đường AH. Nào? Dạ. Đường HM. À, cái đường HM với cái đường MC với đường HC là một, em hiểu không? Vì ba điểm HMC thẳng hàng nên nó đọc tên là đường MC cũng được, HM cũng được, HC cũng được. Thôi để gọi đại là MC rồi. Đường thứ ba đường nào? Đường thứ ba là đường không biết, không biết thầy. Thực ra thì nó hết rồi, em hiểu không? Điểm H thì chỉ thuộc hai đường. Đường thứ nhất là đường AH, đường thứ hai là đường MC, hiểu chưa? Dạ. Rồi ghi vô vở nhé thầy. Rồi hôm nay ta học như vậy thôi nhé. Rồi kem chủ nhật ta học bình thường. Hôm nay tại vì nhà hàng xóm của thầy có tang nên là ta sẽ học online thôi, tạm thời như vậy. Rồi chủ nhật nhé, kem đi học bình thường nhé, thầy bài kem. Lát nữa kem nhớ này thì dặn là kem xem lại cái clip này nhé, thầy sẽ quay lại, hiểu không? Nghe nói chủ nhật. Dạ. Ừ, rồi thầy bài kem.